anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta chăm nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Cách xa trong tim hoài mong, tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em, viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em, biết không anh đang suy tư cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi, vì trong anh em là điều duy nhất.
cho em, dành cho em những đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Bây giờ nhà đã ghi theo bao nhiêu là như này con người đã là hoàn tất, cũng nhận đặt bỏ lại rồi.
'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Thank you.
Baby, you're not home. Oh, I tried to call your number, so now I'll leave another message on your phone. Oh, 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 yeah. I'm not a stalker, I just gotta know how it feels when I hold you close. So tell me what you like, 'cause I'm running out of time. Promise you I'm not insane, something about you that I can't explain. I'm going out of my mind. Yeah, all I wanna do is make love to you. I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is stay the night with you. I'll hold you tight, treat your body right. Time.
gây ra hồi máu cực kỳ đồng hành. Hai chất nước có cùng một người bệnh và có thể chữa bắn trong cuộc đời của nhau. Cũng chính vì lẽ đó mà chủ đề lọc tư, một chàng trai hào hoa thể sự, hãy tìm đến và kết thúc cùng cô dâu thủy bơi, một cô gái dễ thương và xinh xắn. Và trong tình yêu của đôi trẻ không thể không kể đến những công ơn như trở về của những tấm sinh thành. Đi khắp thế gian cần phải tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời có theo sự người cha. Nước biển mênh mông không gấp đầy tình mẹ, mây trời lần lần không thực tính cô cha. Và đôi mơ của chúng ta có được ngày vui trở lại. Và điều này phút vô bổ biến như ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không quên được những công ơn như trở về của những tấm sinh thành. Vì vậy, trong những giây phút đầu tiên này, xin mời quý vị chúng ta cùng công minh lên phần ra mắt của phân phòng hai bên gia đình. Đầu tiên, về phía Hồ Nhật Cai, xin được trân trọng giới thiệu ông Cao Tố và Trần Thị Hồng Vân là sắc thân phụ mẫu của chú rể. Xin quý vị vui lòng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Về phía Hồ Nhật Cai, xin được trân trọng giới thiệu ông Thừa Gió và Phú là sắc thân phụ mẫu của cô dâu. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng. Và hai nhân vật cũng không kém phần quan trọng, họ chính là những người đại diện cho hai bên gia tộc. Bắt kịp cầu yêu thương với mối lương truyền cho con cháu đôi bên. Về phía Hoàng Nhạc Cai xin được trân trọng giới thiệu ông Bạch Dương. Về phía Hoàng Nhạc Cai xin được giới thiệu ông Đình Bằng. Xin mời những vị đại diện của chúng ta cùng tiến bước lên sân khấu và xin quý vị vui lòng cho một tràng vỗ tay thật lớn cho những vị đại diện của chúng ta. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa thân tộc người ngoài của hai gia đình, kính thưa toàn thể hội hôn. Trước tiên cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái đến từ Bình Phước. Lời đầu tiên, tôi rất là xúc cảm đối với sự tiếp đón an toàn của họ nhà gái và đầy thiện cảm đối với họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Đó là một vấn đề vinh dự cho họ nhà gái chúng tôi từ Bình Phước sang Lâm Đồng. Cuối cùng trước thêm năm mới, không có gì hơn, xin chúc quý vị khách quý thân tộc nội ngoại qua gia đình và chúc toàn thể hộ chúng ta sức khỏe, thành đạt hạnh phúc, chúc thu gia ngày càng bình chặt, chúc thai cháu trăm năm tình duyên mãn, bắt đầu nghĩa vụ thê. Xin chân thành cảm ơn. Và xin được cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ vừa rồi của quý phái đoàn Hoàng Nhà Gái.
Và để đáp từ thì xin được trân trọng kính mời ông Bạch Dương sẽ đại diện cho quý phái đoàn Hòa Nhà Trai có đôi câu muốn chia sẻ với phái đoàn Hòa Nhà Gái của chúng ta, cũng như cảm ơn đến những tình cảm của thân thể và quý vị ngày hôm nay đã có mặt tại buổi lễ tân hôn này. Xin được trân trọng kính mời ông. Trước tiên xin kính chào quý vị hai họ và xin kính chào toàn thể khách quý thì diện trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Qua sự đồng thuận giữa hai bên gia đình và sự đồng ý của chính quyền tại địa phương, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ tân hôn cho cháu Long Phi và cháu Thị Vân. Qua những các thiệp mời, toàn thể quý vị đã về đây tham dự tổ chức thời gian quý báu. Đó là niềm vinh dự và niềm hạnh phúc lớn lao đối với gia đình, và đó cũng là động lực cho hai cháu sau này xây dựng hạnh phúc và xây dựng tương lai. Trong cái tiệc hôm nay, nếu có gì sai sót, mong quý vị hãy vui lòng bỏ qua. Và tiếp theo là tôi xin chúc quý vị sắp sửa đúng cái năm Tân Sửu. Tôi xin kính chúc hai họ và toàn thể quý vị một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chân thành xin cảm ơn. Và xin được cảm ơn lời phát biểu chia sẻ vừa rồi của quý phái đoàn Hòa Nhà Trai, đã cảm ơn đến những tình cảm thân thương của toàn thể quý vị, quý chị, cô chị, chú bác cùng bà con hàng xóm láng giềng ngày hôm nay đã sắp xếp công việc gia đình, không còn ngại đường xa xa xôi để về đây chung vui với buổi tiệc tân hôn này. Và trong quá trình tiếp đón chắc chắn không thể không thiếu những sai sót mà quý vị vì tình thương mến thương đối với hai cháu của chúng tôi mà dòng lòng bỏ qua cho gia đình. Và một lần nữa xin được cảm ơn lời phát biểu vừa rồi. Và trước khi trở về bàn tiếng danh dự của mình, xin mời nhì vị đại diện chúng ta cùng tiến lên phía trước, tay trong tay xích chặt tay nhau ghi lại dấu ấn ngọt ngào của buổi lễ tân hôn hôm nay. Xin mời hai bác. Và xin mời nhì vị đại diện chúng ta cùng trở về bàn tiếng danh dự của mình. Vâng, bánh này bánh những bánh mừng, bánh đầy đường phúc luôn nồng tình yêu, bánh đầy khắc phủ bao điều tình chàng ý thức trọn đời cùng chung. Và tiếp theo xin mời hai bạn chúng ta cùng tiến đến tắt rượu trong tay, và tay trong tay chúng ta đang được chứng kiến điều hạnh phúc dựng trên khuôn mặt của cô dâu và chú rể của chúng ta khi họ đang cùng nhau rót ra những ly rượu trên tháp ly tình yêu. Và tình yêu càng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn khi đôi bạn trẻ của chúng ta biết chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống sau này. Và kính thưa toàn thể quý vị, rượu là sự tượng trưng cho sự nồng cháy hãi hẹn trong tình yêu. Những ly rượu đang chảy được ví như nước hòa mật ngọt, nước tưới cho tình yêu càng thêm tươi thắm, mật ngọt tô điểm hương vị cho cuộc sống mai sau. Nếu em là một chén rượu cay, anh xin uống hết để say suốt đời. Và giờ đây ly rượu đã được đong đầy, xin mời đôi bạn chúng ta cùng nâng những chục rượu để kính dâng lên những đấng sinh thành. Ơn sâu nghĩa hằng như là biển ơn. Và hai chục rượu tiếp theo, xin mời đôi bạn chúng ta cùng nâng hai chục rượu cùng kính dâng lên song song phủ mẫu của cô dâu. Và đi đâu quý vị ơi, chào phép mọi người từ 1 đến 3. Chúng ta hãy cùng đồng thanh hô thật lớn để cùng chúc phúc cho đại gia đình cũng như đôi nương của chúng ta nào. 1, 2, 3. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tiến lên phía trước và dành cho nhau đôi phút tạm đi. Cùng đó anh Minh Quyền cùng anh em ban nhạc công trà xin được chúc cho cô dâu và chú rể duyên mới an khang sức khỏe nhiều, tiền bao dù tình thoải mái yêu, gia đình hạnh phúc bạn bè tốt. Và đến với vùng đất Thọ Lâm Lâm Đồng, du khách gần xa không thể quên một thắng cảnh nổi tiếng, đó chính là chùa Hoa Nghiêm, in bóng bên hồ Thọ Lâm trong xanh. Cư trú thanh tịnh đó, mẫu áo giàu này ra đời để ghi dấu một khoảng lặng trong tâm hồn cuộc sống của chúng ta, dù có bận rộn với sự xô bồ con trên vừa qua, ta cũng nên để cho tâm hồn mình nhắm lại bình yên. Hồi chuông vang động xa gần, những hồi chuông đưa tận đưa về.
từ cảm xúc đó chúng tôi thiết kế lên áo dài khung cảnh nước non hữu tình, giúp cho người mặc thể hiện tình yêu với vùng đất sương mù bát ngát hương chè và cà phê. Và mẫu áo dài thứ ba khác tầm đồ đi. Mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ cảnh đẹp khác tầm đồ đi Lâm Đồng, từ tuyệt tình xúc động của chàng thơ nam và cô gái hơi đồ đi. Ở thác Nam Bờ Ri, nổi tiếng Lâm Đồng, chúng tôi đã thiết kế lên mẫu áo dài này để thể hiện sự mến yêu đối với quê hương xứ sở. Và thác của sự chúc tình là biểu tượng cho sự đắm say, chung thủy trong tình yêu. Những người mẫu này thể hiện chiều sâu bên trong tâm hồn một cô gái đẹp hấp dẫn bởi ánh nhìn đầu tiên. Những vẻ đẹp tâm hồn mới là sự níu kéo người khác ở lại với mình. Mẫu áo dài thứ tư, Quảng Trường Lâm Viên, Đà Lạt. Mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ cảnh đẹp Quảng Trường Lâm Viên, Đà Lạt. Thành phố sương mù không chỉ nổi tiếng bởi con người ăn nói dịu dàng, tính tình hiền hòa, mà còn nổi tiếng bởi một đặc sản, đó chính là trà Adeso cho sức khỏe con người. Lấy ý tưởng đó, chúng tôi đã thiết kế lên mẫu áo dài và biểu tượng quốc hoa Adeso ở Quảng Trường Lâm Viên, bởi chúng tôi muốn người phụ nữ Việt Nam không chỉ mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và còn phải chú ý tới sức khỏe. Vẻ đẹp mới là phương châm cuối cùng mà nhà thiết kế hướng đến. Và kính thưa toàn thể quý vị, trên đây là bốn người mẫu cùng thể hiện bốn mẫu áo dài rất nổi bật của năm 2020 vừa rồi, và được trung ương của chúng ta khen tặng là một trong những top 10 của áo dài Việt Nam được bình chọn vào năm 2020 này. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho những người mẫu cũng như bộ sưu tập của nhà thiết kế anh cấp của chúng ta. Nhau. Và xin mời nhà thiết kế anh Thuyết của chúng ta cùng tiến bước lên sân khấu. Bye.
same way.
sweeter than you, sweeter than you. Thank you. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bọng làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần bận bị hoạt động chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin viết tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Running out of time, I won't count the hours, rather be